Đâu, ông nào mà kêu tôi làm món vịt kho gừng đâu. Vô đây xem nè, tôi làm cái clip này là trả cho ông nha. Thấy ông cứ hỏi cái món vịt kho gừng đâu hoài. Chào tất cả mọi người, bữa nay mình làm một món là vịt kho gừng theo yêu cầu của một bạn. Trước hết á thì mình có chuẩn bị nửa con vịt. Mình có mua thêm hai cái đầu vịt và một bộ đầu lòng. Còn đây á, gừng, hành tím, tỏi, ớt và không thiếu nước dừa nha. Khi mà mình kho mình để nước dừa vào á làm cho cái món ăn mình thơm và ngọt hơn. Trước hết á thì mình chặt vịt ra nha. Nay á mình mua cái miếng vịt này rất là ngon nha. Nhìn thịt nó đỏ ao luôn á. Mình á thì cũng thích ăn đầu vịt với lòng vịt cho nên á mình mua thêm. Vịt thì mình cũng đã chặt xong, bắt đầu mình xắt gừng, bằm tỏi ớt, mấy ngang thì mình ớp thôi. Nớp á thì theo cái khẩu vị của gia đình của mình. Mình có để hành tím, tỏi, ớt, gừng. Rồi á mình cho hạt nêm, đường, bột ngọt, nước mắm. Xong rồi á mình có để một ít nước màu vào. Rồi á mình trộn đều lên để một hồi cho nó thấm. Bước tiếp theo á thì mình phi tỏi, hành tím cho nó vàng. Rồi mình bỏ vịt vô xào cho nó săn lại. Trong khi mình xào á mình thấy cái chảo mình nhỏ quá nên á mình mới đổi qua cái nồi. Thịt của mình cũng đã săn rồi á thì mình cho nước dừa vào. Mình sử dụng nước dừa này á là nước dừa khô. Mình chế cho nó ngập luôn nha. Này á mình kho càng lâu càng thấm thì ăn càng ngon. Mình kho với nước dừa nó rất là thơm nha. Mình á thì thích ăn gừng cho nên á mình bỏ gừng vào thêm. Rồi á mình kho cho nó sắc nước thêm một chút nữa là được. Mình cho ra dẻ thôi, như vậy cũng đã xong món vịt kho gừng rồi nha. Chào tất cả mọi người, vịt kho gừng của mình cũng đã xong rồi nha. Bữa nay thì mình ăn kèm rau trộn lộn xộn nè. Trộn gì ăn rất là ngon nha. Có sầu đông nè, với ngâu nhúc nè. Thôi mời tất cả mọi người nha. Đây. Làm một miếng da trước nha. Mình phải kho mà để gừng nhiều á, ăn nó thơm, cay cay ngon. Cái ruột nó mình phải ăn đậu vịt lắm nha. Mình kho này kho với nước dừa khô quá, rất là ngọt, thơm nữa. Cái này vô mùa đông mà mình để gừng nhiều ăn đó, nó ấm bụng. Lâu ngắt luôn cái đọt. Chấm với miếng thịt kho gừng. Mấy này là mấy phần da đó, bán da đó. Dài dài béo béo. Gừng thì ăn cay cay thơm thơm, ấm bụng nữa.